Đề Văn Shop xin chào các anh. Hôm nay thì Đề Văn muốn giới thiệu đến các anh một bộ sưu tập của năm 2018. Đấy chính là một chiếc Zippo bản Amor. Đấy, dòng này thì được bọc một lớp vàng này, gold plate này. Đấy. Và em xin mở hộp chiếc này ra luôn cho anh em để xem. Đây là sản phẩm chính của chúng ta. Chiếc Zippo 2018 thuộc bộ sưu tập. Con này thì được làm một cái hoa văn, những cái hoa văn cách điệu nhìn khá là lạ mắt, hình con thoi đây, hình thoi đây. Đấy. Và hình tam giác này. Mặt ngang thì có một cái viên ngọc màu đỏ nhìn rất là đẹp. Em này thì nó còn nguyên tem đỏ luôn các anh nhé. Bản thị trường nội địa Mỹ, sách tay. Các chi tiết đều rất là đẹp và tinh tế. Hàng này là hàng chuẩn Mỹ nên anh em không phải lo gì về vấn đề chính hãng hay là hàng fake gì nhé. Dưới đáy thì anh em có thể nhìn thấy cái thông số sản xuất chính là tháng 3 năm 2018 là năm sản xuất của chiếc bật lửa này. Và cái ký hiệu Amor này là ký hiệu cái vỏ của chiếc bật lửa này nó dày hơn cái dòng Zippo bình thường tầm khoảng 1,3 đến 1,5 lần. Đấy. Bác nào thích thì là để lại số điện thoại dưới phần bình luận giúp em nhé. Chỉ còn một chiếc thôi ạ. Cảm ơn các bác và cảm ơn các bác đã theo dõi video.